Xin kính chào quý vị và các bạn. Trưa chiều nay thì nắng nóng ở Trung Bộ mới chỉ xảy ra cục bộ. Sang đến ngày mai thì nắng nóng sẽ lan rộng ra khắp từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 đến 37 độ và thậm chí có những nơi là trên 38 độ. Trời nóng nhất là từ 11 cho đến 16 giờ. Khu vực Tây Nguyên từ sáng đến chiều mai thì trời cũng nắng, không khí dịu mát với mức nhiệt ở Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa không vượt quá 30 độ. Chiều đến tối mai thì từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên sẽ có mưa dông, có điểm mưa vừa mưa to với lượng mưa trên 70mm để phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Nam Bộ thì cũng tiếp diễn mưa dông vào chiều ngày mai, có nơi mưa to để phòng nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp hay là khu đô thị, cùng với đó nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trái lại ở miền Bắc, ngày mai trời tiếp tục nắng nóng, mức nhiệt ở thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố phổ biến là từ 35 cho đến 38 độ. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Ở huyện đảo Trường Sa và vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, cảnh báo mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam mạnh cấp 6 và giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trái lại huyện đảo Hoàng Sa, trời không mưa, ngày mai trời nắng, gió cấp 3, cấp 4 và tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.